Kính thưa quý vị, đánh bom tự sát nhắm vào binh lính ngoại quốc ở thủ đô Afghanistan, tin từ Kabul. Cảnh sát Kabul cho biết một kẻ đánh bom tự sát lấy một chiếc xe đã nhắm mục tiêu vào một đoàn xe chở binh lính nước ngoài tại thủ đô Kabul, làm ít nhất 6 thường dân Afghanistan bị thiệt mạng. Hiện vẫn chưa rõ có thành viên nào của lực lượng nước ngoài bị thiệt mạng hay bị thương hay không. Nhóm phiến quân SE Islami, đồng minh của Taliban, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Cảnh sát nói rằng vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp ở thủ đô Kabul vào khoảng 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương. Trực thăng đã bay vòng quanh khu vực ngoại giao ở thủ đô Kabul sau khi vụ tấn công xảy ra và tiếng còi báo động đã vang lên. Cảnh sát Kabul cho biết thêm rằng kẻ đánh bom tự sát đã lái một chiếc xe Toyota Corolla nhắm mục tiêu tấn công một đoàn xe của binh sĩ nước ngoài. Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO nói rằng họ đã nhận được tin về vụ nổ tại thủ đô Kabul và đang xem xét các báo cáo về thương vong đối với lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế.